Nóng, hot girl khoe thông chốt Hà Nội nhờ thẻ đỏ quyền lực. Không ý thức được hành vi của mình, cô gái thản nhiên đăng clip trên TikTok để câu view. Giãn cách xã hội được xem là biện pháp hàng đầu nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm cộng đồng. Tuy nhiên, giới trẻ lại đang cổ súy cho trào lưu khoe mẽ thành tích thông chốt nhờ giấy thông hành, thẻ cán bộ, dù bản thân không phải là người đang hoạt động trong lĩnh vực y tế, quân đội hoặc hỗ trợ tại những vùng có dịch. Trong khi người dân Hà Nội đang đồng lòng trước quyết định giãn cách theo chỉ thị số 16 thêm 2 tuần, tức là đến ngày 22 tháng 8. Mới đây, cư dân mạng đồng loạt phẫn nộ trước đoạn clip hot girl tự vỗ ngực có thể đi lại giữa lòng thủ đô nhờ bí quyết đặc biệt. Cụ thể, trên kênh TikTok hơn 21.000 lượt theo dõi của cô gái tên Phạm Ngọc Tú, cô nàng cầm trên tay tấm thẻ cán bộ màu đỏ, kèm theo đó là dòng trạng thái ẩn ý. Tại sao tôi vẫn đi vòng quanh Hà Nội được dù có chốt? Đoán xem. Không cần nói nhiều, ai nấy đều nhận ra đây là thẻ ngành dành cho công an bộ đội. Đương nhiên, khi cần xuất trình thì có thể vượt qua những trạm kiểm soát COVID-19. Chỉ sau vài phút đăng tải, chủ nhân đoạn video trên đã nhận về hàng nghìn bình luận ném đá. Thậm chí, người tự do đưa thẻ cho TikToker cũng bị vạ lây vì quá chủ quan, làm ảnh hưởng đến uy tín công việc. Trước áp lực từ dư luận, cô nàng đã nhanh chóng lên tiếng thành minh. Thực chất, tấm thẻ đỏ này không phải của bố hot girl như nhiều người đồn đoán. Hiện tại, bố cô chỉ là nông dân. Ngọc Tú nói thêm, đoạn clip này đã quay trước khi có dịch. Bản thân mình chưa ý thức được tính nghiêm trọng vụ việc nên mới công khai vào thời điểm nhạy cảm như thế. Em chỉ đăng video chơi thôi ạ, chứ thật ra đấy là lúc trước có dịch. Bố em chỉ là nông dân thôi mọi người ạ. Em xin lỗi vì đã khoe các thứ, nhưng thật ra không phải như thế. Dịch này em vẫn ở yên trong nhà. Em mong mọi người bỏ qua cho em lỡ sai sót. Em không có ý thông chốt hay thách thức. Em xin mọi người đừng lấy ảnh ra để gửi trong các nhóm. Em xin lỗi vì sự ngu dốt của mình. Hot girl chia sẻ. Ngày 5 tháng 8, cộng đồng mạng vô cùng bức xúc trước thông tin cô gái trẻ đã lợi dụng phiếu đăng ký làm tình nguyện viên để đi ship hàng online. Cụ thể, nick Facebook có tên Hắc Nguyễn đã đăng tải hình ảnh phiếu đăng ký chương trình thiện nguyện tại trung tâm cấp cứu thành phố Đà Nẵng, kèm ảnh chụp các đơn hàng, hình ảnh đi ship hàng. Chị Hắc này cho biết, nhờ có giấy thông hành, ngày nào chị cũng dễ dàng qua các chốt kiểm dịch. Có lệnh bài rồi, một công hai chuyện, yên tâm công tác nhé, ai cần gì ới mụ Hắc. Dòng trạng thái chị Hắc chia sẻ trên bài viết. Trên trang cá nhân, chị Hắc cập nhật thông tin đang kinh doanh một quán nhậu có tên MH ở quận Hải Châu, Đà Nẵng. Điều này khiến nhiều cư dân mạng bức xúc. Một số người cho rằng chị Hắc đã dùng mác tình nguyện viên để lách luật qua chốt, vi phạm chỉ thị giãn cách xã hội của thành phố Đà Nẵng. Trước tình hình dịch bệnh căng thẳng, hành vi này chẳng khác nào thách thức dư luận, ảnh hưởng đến tinh thần chung chống dịch. Chúng tôi đã liên hệ với ông Trần Công Thông, giám đốc trung tâm cấp cứu thành phố Đà Nẵng để làm rõ những thông tin xoay quanh tình nguyện viên này. Ông Thông cho biết, trung tâm đang rất bức xúc vì bị các cá nhân lợi dụng hoạt động để kinh doanh. Chị Hắc không thuộc nhóm tình nguyện nào của trung tâm chúng tôi không cấp giấy đi đường cho tình nguyện viên mà chỉ cấp phiếu đăng ký chương trình thiện nguyện tại trung tâm cho các cá nhân tham gia bếp ăn thiện nguyện. Những thông tin không chính xác đăng tải trên mạng xã hội ảnh hưởng đến trung tâm khiến chúng tôi rất bức xúc, ông Công thông tin. Vị này cũng khẳng định, bếp ăn thiện nguyện được lập nên để hỗ trợ tuyến đầu chống dịch, phục vụ suất ăn cho các bác sĩ. Trên phiếu ghi rõ hành trình, tình nguyện viên chỉ được đi từ điểm nấu ăn, đường Nguyễn Chí Thanh, quận Hải Châu đến trung tâm cấp cứu. Ông Thông cho biết, hiện đã giao cho công an thành phố Đà Nẵng xử lý trường hợp trên và sẽ có hình thức xử phạt thích đáng.